Nguyễn Sinh bất ngờ tiết lộ lý do Diễm My tỉnh thất bồng lai mất tích bí ẩn. Tối qua, trên trang cá nhân, Nguyễn Sinh cho biết vừa nhận được thông tin cực kỳ chấn động về tỉnh thất bồng lai. Theo thông tin, Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đều có thể là người xúi dục, hướng dẫn Diễm My làm đơn tố cáo bố mẹ ruột của mình có hành vi bạo lực nhằm chuyển hướng dư luận. Bởi họ biết rằng nếu công an tìm được Diễm My thì sẽ cực kỳ nguy hiểm cho họ, và đó có thể là lý do khiến Diễm My bị đem giấu ở một nơi bí ẩn. Trước đó vào tối ngày 6 tháng 1, ông Võ Văn Thắng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy con gái Võ Thị Diễm My tại tỉnh đất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Ông Thắng và vợ đã tới ngay Long An để gặp con, tuy nhiên sau đó ông Thắng cho biết thông tin tìm thấy Diễm My là sai sự thật. Nguyễn Sinh là cái tên không còn quá xa lạ với danh sưng hiệp sĩ đường phố vì anh là một trong những thành viên của hội săn bắt cướp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Sinh được biết đến và nổi lên từ năm 2015 khi bắt được hai tên cướp ở quận Tân Bình, nhưng anh lại không được lòng của cộng đồng mạng và dính vào khá nhiều những lùm xùm. Là một trong những cá nhân tiên phong dẹp loạn giả sư Lê Tùng Vân, trụ trì tỉnh thất Bồng Lai. Suốt 3 năm ròng rã, Nguyễn Sinh nhiều lần gây sốc khi công khai danh tính của các chú tiểu bị phù phép dưới vỏ bọc trẻ em mồ côi thủ đoạn dạy dỗ phụ nữ cùng quá khứ bất hảo của người đứng đầu cơ sở này do sức ảnh hưởng quá lớn của mạng xã hội thời điểm đầu nguyễn xin đã nhận về không ít bình luận trái chiều hiện tại nguyễn xin cho biết sẽ tiếp tục sự việc sau khi xác minh được câu chuyện trên